Xin chào anh Nguyễn Văn Hảo, rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Món Ngon Bài Thuốc ngày hôm nay. Chào Thanh Mai, chào quý vị khán giả. Thưa anh, món gà tần ngải cứu đã trở nên rất quen thuộc với rất nhiều người. Hôm nay anh có thể hướng dẫn tới quý vị khán giả cách chế biến món ăn này được không ạ? Và theo anh, có những ai không nên ăn món ăn này không ạ? Đây là một món ăn rất là thích hợp cho thời tiết lạnh và rất ai cũng có thể để sử dụng món ăn này. Từ người già, trẻ nhỏ đến phụ nữ có thai đều sử dụng được món ăn này. Như chúng ta đã tìm hiểu công dụng của ngải cứu ở phần đầu của chương trình. Vậy khi ngải cứu kết hợp với thịt gà thì nó sẽ có tác dụng gì ạ? Tác dụng là tăng cường sức khỏe, dẻo dai, bổ sung dinh dưỡng và đặc biệt là dẻo dai xương cốt. Thưa quý vị, vậy là ai cũng có thể ăn món ăn gà tần ngải cứu này. Và chúng ta đã biết việc chế biến món ăn thì bắt đầu bằng việc chọn nguyên liệu. Vậy nguyên liệu của món ăn này là gì ạ? Chúng ta cần có một con gà ác 300g, rau ngải cứu, ý dĩ, hạt sen, kỳ tử, táo đỏ, sâm, tam thất. Đây là những nguyên liệu đầy đủ để chuẩn bị cho món gà tần ngải cứu. Nhưng không phải gia đình nào cũng có thể chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu như thế này. Vậy tối thiểu để có một món gà tần ngải cứu thật sự ngon và bổ dưỡng thì chúng ta cần những nguyên liệu gì ạ? Chúng ta cần gà thì phải có rồi, rau ngải cứu và ý dĩ, hạt sen, táo đỏ và kỳ tử là chúng ta có thể có một món ăn gà tần ngải cứu rồi. Em thấy trong nguyên liệu thì anh sử dụng gà ác. Vậy chúng ta có thể sử dụng loại gà khác thay cho gà ác được không ạ? Chúng ta có thể dùng gà mái tơ, nhưng đặc biệt chúng ta dùng gà ác chân trì thì nó sẽ giàu canxi và đặc biệt cho nó cho chúng ta thịt gà sẽ được mềm hơn. Quý vị hãy nhớ chọn loại gà ác khoảng 300g như thế này để có một món ăn gà tần bổ dưỡng và thơm ngon. Vậy còn việc chọn ngải cứu thì như thế nào ạ? Ngải cứu thì chúng ta nên chọn ngải cứu xanh thì nó sẽ ngấm ngáp gia vị hơn. Các nguyên liệu của chúng ta đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy chúng ta đã bắt đầu vào chế biến được chưa ạ? Được rồi Thanh Mai, chúng ta trước hết thì chúng ta bật đun nước sôi lên và chúng ta cho một chút rượu gừng vào. Chúng ta cho một thìa nhỏ. Một thìa, một một muôi thế này ạ? Một không, một ít thôi. Một chút thôi. Rồi thì chúng ta là đủ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Bước tiếp theo thì chúng ta cho gà vào trần. Chúng ta trần gà để cho nó khỏi hôi. Thường thường thì cái da gà thì chúng ta sơ chế xong thì nó sẽ không được sạch. Chúng ta trần cho rau ngả tái thì chúng ta vớt cho vào một cái bát. Sau đó ta sẽ cho vào bát đã có chúng ta cho miếng ngải cứu vào trong bụng con gà. Sau đó chúng ta nhặt chút thuốc bắp để chừng 3 quả táo đỏ, một chút hạt sen, khoảng bao nhiêu khoảng ạ? Độ 10 hạt hạt sen. Ba lát sâm, cái đấy thì em cho thẳng vào. Ba lát sâm. Sau đó một ba lát tam thất. Vậy còn kỳ tử và ý dĩ ạ? Kỳ tử ý dĩ thì chúng ta cho thẳng vào luôn. Ta cho hạt lêm. Hạt lêm ta sẽ cho mấy thìa ạ? Em cho khoảng độ lửa thìa cà phê. Mà cho một lửa thì mì chính. Một chút đường. Rồi sau đó chúng ta xoa đều lên da gà. Rồi chúng ta để cho gà khoảng độ 15 phút cho gia vị ngấm ngáp. Sau đó chúng ta cho nước vào. Cái gà này thì ta lên cho nước xăm sắc mặt con gà, lên gia vị, cho vừa chút nước này. Rồi sau đó chúng ta cho vào lồng hấp để hấp cách thủy. Chúng ta hấp trong thời gian khoảng độ 30 phút.
Vậy trong khi chúng ta đợi món gà chúng ta chín thì chúng ta quay sang pha một chút gia vị để chúng ta chấm gà. Ta sẽ sử dụng một chút bột canh, một chút ớt và một chút chanh. Sau 30 phút món gà của chúng ta đã chín, giờ chúng ta có thể bỏ món gà ra được rồi. Em đang rất nóng lòng muốn thử một chút gà tần ngải cứu xem vị của nó như thế nào ạ. Mời mà. Em thấy mùi hương của nó rất là hấp dẫn, có vị đặc biệt của thuốc bắc, có vị thơm của thịt gà với vị ngai ngái rất đặc biệt của ngải cứu. Bây giờ em sẽ dùng thử. Mình sẽ dùng với nước chấm ạ anh. Ừ, mình dùng với nước chấm em ạ. Thịt gà rất là ngọt, mềm, nhừn mà không hề bị nát ạ. Rất là ngon các bạn ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hảo về những hướng dẫn cách chế biến món gà tần ngải cứu. Quý vị và các bạn hãy thử vào bếp và trổ tài nấu nướng của mình với món ăn này nhé!